Dưa cái tư à? Dưa giá dê móc hàm này năm nay bao nhiêu ký rồi? Như này là 200.000 ký. Nằm sạch sẽ rồi đấy. Sạch sẽ vàng. Dưa cái tơ, dưa cỏ lại ngon vậy. Cái tơ loại một đấy. Còn dưa được tơ làm sạch rồi như vậy thì bao nhiêu tiền một ký? Được tơ mà làm rồi như này nó phải rơi vào tầm 201 mà nó to tầm 20 ký móc hàm. À, con này là 13 kg dưới cái đấy hả? 13 kg. Vậy là dưới cái tầm khoảng 13 cho đến 13 đến 16 kg. Ở đây là dê thì dê móc hàm. Quá là chỉ bé này thôi. Ngon vậy. Này khi vàng sẽ 13 kg cái tơ con này thì ngon vậy. Ngon. To tí nữa thì nó rau lẩu, rau ăn lẩu. Nó mỡ. Ngon này. Đây là dê, dê cái tơ bóc hàm như này là 200.000 một ký. Dê làm sạch sẽ rồi, không có hôi, dê cái tơ mềm. Dê cái này rất xương khoảng bao nhiêu thịt đây? Mấy cái thịt đây? Được 8 ký thôi, 5 ký xương là 8 ký thịt. Con này ít người, tầm 30 người, gia đình, hai gia đình ăn là vừa nhỉ? 30 người ăn, tao hồ ăn. 5 món. Cái này Tết hoặc Noel mình làm thịt con này là vừa đấy, đúng không? Vừa. Gia đình khoảng 30 người ăn là vừa. Đông đông hơn thì mua con đực nhỉ. Tầm 4 5 bàn mua con đực 20 cân. Được tơ 20 ký. Cái tơ nó chỉ bằng này ngon nhất. Con này là sườn rất là mỏng ngon này. Này cái lòng của nó bé tí nhỉ. Cái tí nữa là dưới cái tơ nó chưa đẻ. Đó, cái sườn nó xong với xong. Đó, thịt sườn. Sạch thui vàng này là 200.000 nè. 200.000 một ký đây. Ngon hết. Cái này là rau, rau để ăn lẩu đấy à? Đây là rau kẻ xanh. Mua về để cho lẩu dê. Khách mua mang về ship Sài Gòn đấy à? Rau 20.000 một ký, kẻ xanh. Mua 20.000 một ký kẻ xanh cơ? 20.000 một ký. Ông mới xuống giá nó là 25.000. Khách Sài Gòn mua nguyên con này nhỉ? Sài Gòn nó đặt đấy, 3 bàn đấy. Này giao tận Sài Gòn, khách về tự chế biến. Cái dê giá rẻ hơn năm ngoái nhỉ? Năm ngoái tầm này 240.000. Năm ngoái dê mắc hơn. Năm ngoái là dê cái tơ tầm như vậy này là 240.000 một ký rồi. Năm nay giảm còn có 200.000 một ký. Giảm, năm nay kinh tế khó khăn này dê nó mới xuống giá đấy. Có những các con nhậu giờ người ta ít lấy lại nhỉ. Nhậu là nó không bán được. Bán được như Sài Gòn giờ đâu có bán được, các quán giờ đóng cửa hết rồi. Bán nồng độ cồn khách mua về chủ yếu thôi. Giờ công an nó bắt thổi nồng độ cồn nhiều quá nên các quán nhậu bán không được. Một số cái mặt bằng ở Sài Gòn bây giờ nó trả nhiều quá trời vậy. Trả lại hết rồi. Không bán được. Không tiêu thụ được bia. Đa số người dân giờ người ta mua mang về nó chế biến, ta ăn ở nhà vậy. Ăn ở nhà thôi. Những con dê này hai gia đình chung nhau mua ngon này, tầm khoảng 2,6 triệu. Về chỉ việc mua thêm rau gia vị chế biến thôi. Khoảng mua rau gia vị khoảng 1 triệu đó nhỉ. 700 thôi là ăn thoải mái. Đó này dê cái tơ. Con này có 13 kg móc hàm thôi. Khoảng 30 người ăn vừa. Chế biến món gì đấy? Này là cái canh dê hấp tí tô. Dê nướng dê, lẩu dê. Sầu lan. Sao cốt dừa đấy hả? Sầu lan với mì. Rau vườn ngon này. Vậy cái sườn này nướng được không? Nướng ngon nhỉ? Sườn này cho vào nướng. Và cái xương chân dựng đầu thì nó lẩu à? Lẩu thuốc bắc à? Nó lẩu hoặc nó cháo.
À, cháo dê đậu xanh nhá hả? À, cũng làm nhiều món lắm nhỉ, dê hấp này, dê nướng này, tiết canh này, dê xào lăn này, lòng xào này, 6 món. dê nhúng huyết hoặc dê nhúng mẻ nhỉ. 6 món. Cái chân cái đầu thì nấu cháo đậu xanh cũng nhiều món đấy chứ nhỉ. Nhiều món. Con này mình chế biến thì hấp thì nhanh chín lắm nhỉ, hấp sôi thì 5 phút ha. Dê cái tơ nó mềm nhỉ. Dê tơ nó mềm như dê bò. Không, cái lòng nhồi được không? Cái lòng mình nhồi được không? Lòng cũng nhồi được hết. Nếu ai ăn lòng rồi tiết thì nhồi được, nó hơi khó đấy, tại vì cái ruột của dê nó bé xíu mà nhỉ. Dê nó mỏng á, nhồi nó hay bị đứt. Cái này một cái rồi phải con dê dê được to 20 cân bốc hàng. Con cái thì hơi khó nhỉ. Cái thì cái ruột nó mỏng, nó nhồi nó không có ngon. Rồi cái bộ lòng nó chỉ xào xào khế hoặc là xào dứa thơm à? Xào dứa thôi. Đó, cái anh này anh bán thịt dê đấy, cái tơ là bốc hàm như này là 200.000 một ký, dê đực tơ bốc hàm 210.000 một ký, làm sạch sẽ rồi về chỉ việc chế biến thôi, bảo đảm không hôi, đúng không? Dê này ngon mềm đúng không? Thơm Tiết ngon. tiết thì để riêng rồi về đánh cái canh nòng nòng rồi bao tử để riêng. Nó chỉ có bán móc hàm như này sạch sẽ rồi. Còn ai muốn mua dê hơi, dê sống, dê nuôi thì cũng liên hệ Kiều, có cả Kiều nữa à. Kiều, Kiều bán hơi 60.000 một ký, dê cái tơ này. Cái tơ này còn sống 80.000 một ký, dê đực 95.000 một ký. Đấy là giao tại nhà vườn thôi, còn nếu mà giao nó phải trăm 100.000 một ký nhỉ. Trăm. Cái từ ngon thật đấy. Này cái rau này rửa rau ăn tiết canh à? Húng ăn tiết canh. À, cái rau húng ăn tiết canh ấy hả? Húng ăn tiết canh. Đấy. Ai mua dê về thì mua cái loại rau này cho ăn tiết canh này. Cũng rũi nhỉ, rũi ăn tiết canh. Đây còn này, này rau cải xanh, rau mùng tơi, rau cần ô là ăn lẩu dê à. Đấy. Còn đây đậu bắp với cà tím này là món dê nướng à? Dê nướng. Ừ. Xả này làm dê hấp, khí tô dê hấp nhỉ? Khí tô ngon không? Đâu khí tô rồi. Khí tô. À. Tô bao nhiêu tiền một ký đấy? Khí tô 30.000 ký. 30.000 ký rau khí tô này à? 30.000. Nhưng một con chỗ này có đủ không? Chắc là thiếu ấy nhỉ? Con nó phải dùng 2 ký. Chỗ này có 1 ký. Rau cải xanh này bao nhiêu tiền một ký đây? 20.000 ký. À, cũng rau cũng mắc ấy nhỉ? À. Khoai môn đâu rồi? Khoai môn này 40.000 ký. Khoai môn này 40.000 một ký á? 40.000. Cái này ba ba củ phải ký rưỡi à? À, 3 ký. Ký 3 à? 3 củ ký 2. Đây, khoai môn này. Đây là rau cái tô này. Này dê hấp ngon lắm nhỉ. Cái tô. Này rau giống như rau vườn nhỉ. Trồng trong nhà kính.